Nhưng mà thật sự mà nói, tôi cũng bị rất nhiều bạn phê bình là tại sao mà cứ đòi lấy cái national dream diễm mà tôi không cho. Tôi có nói là Kim Cương có 80-90 cái vở kịch đó, muốn diễn cái nào cũng được, nhưng chỉ có một vài cái tôi coi như là gia bảo của gia đình, và nhất là cái vở national dream. Nhiều lý do mà tôi sợ mấy em nhỏ tôi không nắm hết ý thì nó không làm được. Và nhất là cái vai của bà Tư, cái vai của má đó, là tôi chắc chắn là không ai thế được bà già cái vai đó. Ngay cả Kim Cương cũng không dám thế vai bà già trong cái national dream. Rồi cái vai của tôi như vai như vậy, nhưng mà điều thứ nhất là cái tình cảm của tôi với Thủy với Dương từ đó tới giờ, ngoài cái tình cảm nó ra còn có sự tin cậy. Dạ, tôi tin chắc rằng là Thủy và Dương, nhất là bữa hình như chữ Bình Lan phải không, chữ Bình Lan đóng cho bà mẹ, là toàn là những cái tên tuổi mà tôi có thể tin cậy được. Do đó cho nên tôi xin phép ở trong khi dự đó cho tôi có mặt, là tôi có dạy ý gì mà của bắt trước được bà già má đó thì tôi nhắc. Thì do đó cho nên có được cái chương trình, nhất là Thủy Chí Dương có nói tôi là làm đây để lấy tiền để làm từ thiện cho bà con nghèo, thì vừa có nghệ sĩ bảo đảm mà vừa có ý nghĩa nữa, thì tôi mới đồng lòng mà hết lòng mà lo cho cái chương trình xử lý đó. Và tới khi sau này đến một số một em, mấy em nhất mấy em nhỏ, tôi rất cảm ơn là mấy em rất thương cái national dream, đều muốn đơn xin mà tôi cũng thật tôi phải từ chối. Tôi nói mấy em cũng làm bằng bà bảy nam được đâu, làm rồi cái chuyển qua chuyển lợi thấp hơn cái vở tuồng cũ cho gia đình chị. Dạ. Sau khi mà chị Hai Bằng đồng ý là cho Lệ Thủy hát cái giai điệu trong cái lá sầu riêng thì phải nói là áp lực nha, sợ lắm, là tại vì không biết là mình làm đây rồi chị Hai có giữ ý không, nhưng mà cũng cố gắng. Thì phải nói trước đó đó thì Lệ Thủy cũng học lén rất là nhiều, học theo cái trực đó. Rồi cái thứ nhất á, là Lệ Thủy cũng áp dụng chút xíu qua cái tôi huấn luyện ăn cắp mà ăn cắp xíu mà thôi anh Huệ, giờ em mới khai rồi. Lần sau tới chị tập cho em cái tuần đó thì bạn em cũng lo sợ lắm, nhưng mà sau khi lên tập rồi chị rất là chỉ em rất là cặn kẽ trong những lúc mà trong khi mà chờ đợi hoàng mà cái tiếng gọi tiếng kêu đó, là trong lúc bối rối em cố gắng em học, mà em rất là thích cái đoạn đó. Dạ anh thương, anh nhớ nhất là cái lúc mà chị phải bò lên sân khấu rồi để chị tặng cho em, tại vì trong lúc đó thì chị bị đau chân, chị nói thôi giờ cho chị lên chút xíu thì thầm chút nha, mà chị bò lên bắt chạy xúc động dễ sợ luôn. Thì em nói có một cái dịp nào đó em phải cảm ơn chị Hai rất là nhiều, nhưng mà nhân dịp đây thì em cũng xin cảm ơn chị Hai, vì cái thứ nhất là chị Hai cũng truyền cho em một chút nghề mà người nghệ sĩ mà hát đào thương đó là cần phải có những thứ đó. Cho nên cái đó là nó vô trong máu em rồi, em ăn cắt được rồi ha, cảm ơn chị Hai. Rồi chị cho thêm một điều nữa là em với Minh Dương đã làm được giờ cái tuần đó, được lãnh giải Hoa Vàng, rồi được nghĩa là xây bao nhiêu căn nhà tình thương cho bà con ở dưới Sóc Trăng ở dưới này kia rất là nhiều đó. Thì hôm nay cảm ơn chị Hai, và em chúc chị Hai nhiều sức khỏe, lúc nào mà có đi họp gì phải có chị Hai để chị Hai nói tiếp nhiều, tại chị Hai nói hay.